Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2021, giờ Houston. Thưa quý vị, hôm qua, Tổng thống Joe Biden của nước Mỹ có cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến với Chủ tịch của nước Trung Quốc là ông Tập Cận Bình. Trước khi có cuộc họp này, thì truyền thông của Hoa Kỳ, những đài chính như là CNN, CBS, MSNBC, NBC vân vân nhận định rằng cuộc họp này cũng không có gì mong mỏi lớn được đâu, vì chỉ là nói thôi, nhưng mà bảo rằng đưa đến một sự gì đó thành tựu thì chắc là không được bao nhiêu đâu. Thế rồi khi hôm qua cuộc họp đã diễn ra trực tuyến thì rất là nhiều người xem trên các chương trình của đài Fox, NBC, CNN vân vân. Thì một số bạn có gửi Messenger hỏi tôi, anh Hùng nhận định như thế nào? Thì tôi có trả lời là tôi muốn xem thử phản ứng của các cơ quan truyền thông của Mỹ nhiều hơn, và xem thử là Tòa Bạch Ốc của Mỹ phản ứng như thế nào. Cho tôi một thời gian, khoảng chừng một ngày hoặc hai ngày, nhiều khi có thể ba ngày, để tôi đánh giá nội dung và phản ứng của người Mỹ thì nó hay hơn. Và thưa với quý vị, vì lý do đó thì tôi đợi thì Tòa Bạch Ốc của Mỹ ngày hôm nay có đưa ra bản nhận định của họ bằng tiếng Anh. Nên tôi muốn cùng với quý khán thính giả chia sẻ nhận định của Tòa Bạch Ốc như thế nào đã, rồi tôi mới có đánh giá như sau. Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc có đưa ra một bản nhận định với tựa đề là Read Out of President Biden's Virtual Meeting with President Xi Jinping of the People's Republic of China. Đó là thông báo của Tòa Bạch Ốc sáng ngày hôm nay 16 tháng 11. Thì nguyên văn đó thì tôi xin thưa với quý vị, đọc tiếng Anh hết thì quý vị mất thời giờ, nên tôi cố gắng tôi dịch sang tiếng Việt ngay lập tức cho quý vị. Tổng thống Joseph R. Biden Jr. đã gặp gỡ trực tuyến vào ngày 15 tháng 11 với Chủ tịch Tập Cận Bình của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc PRC. Hai nhà lãnh đạo bàn đến những vấn đề phức tạp trong cái vấn đề ngoại giao của hai bên, của hai quốc gia, và nhấn mạnh đến sự quan trọng là hãy gọi là managing, tức là điều hành việc mà cạnh tranh cách có trách nhiệm. Như vậy là đối với Tòa Bạch Ốc của Mỹ, đây là một sự cạnh tranh giữa nước Mỹ và Trung Quốc, nhưng mà bây giờ là sự cạnh tranh phải có trách nhiệm, chứ không phải đây là một cuộc chiến tranh lạnh như là trước đây đã tuyên bố giữa Mỹ và Trung Quốc. Chưa có phải là chiến tranh lạnh mà chỉ là một cuộc cạnh tranh gay gắt. Thế thì bây giờ Tòa Bạch Ốc có nói rằng là đây là một cuộc cạnh tranh có trách nhiệm. Cũng như đã được bàn thảo trước đây, hai nhà lãnh đạo đã gom và chia sẻ những vấn đề mà những quyền lợi nó có thể được song hành, nó align, nó song hành, không? Và những vấn đề mà những quyền lợi, giá trị và nhận định nó khác biệt. Tổng thống Biden đón nhận cơ hội để nói ra một cách rất thẳng thắn, candidly and straightforwardly, tức là cách rất thẳng thắn, để Chủ tịch Tập Cận Bình biết vị trí và ý nghĩ của chúng ta và chuyện gì trước, chuyện gì sau, tức là ưu tiên, priorities trong các vấn đề. Tổng thống Biden đã nhấn mạnh là nước Mỹ sẽ tiếp tục đứng lên để bảo vệ những giá trị và quyền lợi
của những người và những đồng minh và các đối tác để họ hiểu về con đường của thế kỷ thứ 21 là tiến tới một hệ thống quốc tế toàn cầu và đó là tự do, cởi mở và công bằng. Ông đã nhấn mạnh đến ưu tiên, ông nhận định và đặt vị trí cho cái việc mà đầu tư ở tại quốc gia Mỹ, tức là ở tại nhà. Và trong khi đó là chúng ta cũng có là hợp tác với các đồng minh và các đối tác ở các nơi khác để mà challenge, tức là tiến tới những cái sự gọi là mình challenge, không? Mình tiếng Việt, tiếng Anh là challenge, tôi quên mất tiếng Việt rồi đó, mình challenge ở trong tương lai, thách đố trong tương lai. Với việc thách đố trong tương lai, Tổng thống Biden đã đưa ra những quan tâm của ông về những hành động của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc trong vấn đề Tân Cương, Xinjiang, trong vấn đề Tân Cương, Tây Tạng, Tibet và Hồng Kông, cũng như là vấn đề nhân quyền một cách nói rộng hơn. Tức là Tổng thống Biden đã đưa ra cái quan tâm về vấn đề nhân quyền ở tại Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông. Ông đã nói rất rõ về nhu cầu bảo vệ những người Mỹ làm việc ở nơi đó và những công ty mà họ làm nơi đó, và đó là hành động không có công bằng của Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc á, đối với những công ty này và những cái việc làm mà nó không có công bằng. Không cho rằng là các công ty đầu tư vào những nơi đó đã bị Trung Quốc đối xử một cách không công bằng. Ông cũng nói những cái vấn đề mà quan trọng về việc tự do và một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương được cởi mở, mở ra. Tự do và mở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, tức là Biển Đông đó thưa quý vị. Và cũng đã trình bày những quyết tâm liên tục của nước Mỹ về vấn đề mà đứng vững lên cho cái những cái gì mà họ commitments, những gì mà họ đã hứa ở trong cái khu vực này. Tức là nước Mỹ đứng vững trong vấn đề tự do hàng hải và tự do hàng không ở Biển Đông. Đó. Tổng thống Biden cũng nhắc lại là những vấn đề quan trọng về tự do của hàng hải và tự do hàng không ở trên khu vực đang gọi là thịnh hành này, đang là có phát triển, đang là prosperity, tức là giàu có lên đó quý vị, thịnh hành lên. Về vấn đề Đài Loan, Tổng thống Biden đã nhấn mạnh nước Mỹ lúc nào cũng quyết tâm bảo vệ chính sách một Trung Quốc. Qua sự hướng dẫn của đạo luật Taiwan Relations Act, đạo luật là liên ngoại giao với Đài Loan, và đó là The Three Joint Communiques, tức là ba cái lời mà gọi là communiques, tức là mình nói qua nói lại đó, ba cái The Three Joint Communiques và sáu sự bảo đảm, Six Assurance. Và nước Mỹ cương quyết đối phó và chống đối lại việc mà gọi là đơn phương, để quyết tâm thay đổi cái thể chế đương nhiệm, tức là status quo đó, tức là vị trí đương nhiệm, hoặc là coi thường sự hòa bình và ổn định của eo bể Đài Loan. Như vậy đó là theo Tổng thống Joe Biden là ông đồng ý với ông Tập Cận Bình là chỉ có một nước Trung Quốc, nhưng mà muốn thống nhất Đài Loan thì phải trong sự hòa bình, không? Và trong sự hòa bình, nếu mà Trung Quốc mà không có thống nhất trong sự hòa bình thì nước Mỹ chống đối, vì theo đạo luật
của Taiwan Relations Act và những cái gì 6 điều mà nước Mỹ đã hứa bảo đảm cho Đài Loan, cũng như là 3 cái điều mà trước đây đã nói tương tác giữa Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Biden cũng đã nhấn mạnh quan trọng của việc mà gọi là điều hành chiến lược về vấn đề mà risk, tức là những cái gì mà mình có thể bị thiệt hại, risk. Và ông đã nhấn mạnh là sự cạnh tranh của hai quốc gia sẽ phải ở trong cái đường rầy, chứ nó không có được đi ra cái đường rầy, để rồi không tạo ra những sự tranh chấp khác và mở ra cái con đường là đối thoại. Ông nói là như vậy, tức là nếu mà giữa Mỹ và Trung Quốc có cạnh tranh thì cũng nằm ở trong một cái khuôn khổ, trong cái đường rầy, thì mới mở ra được một cái sự đối thoại thật thà. Ông cũng nêu lên những thách đố xuyên quốc gia về những vấn đề mà quyền lợi lưu tâm của nước Mỹ, như là về vấn đề an toàn sức khỏe. Đây là trong vấn đề dịch Covid-19, quý vị đã biết rồi. Tức là ý nói rằng là nước Mỹ muốn là Trung Quốc phải rõ ràng và minh bạch hơn về xuất xứ của Covid-19, hay là sau này có gì đó của các cái gì của chủng nào đó thì cũng nên nói rõ để mà thế giới chuẩn bị. Đó là xuyên quốc gia. Đặc biệt hai nhà lãnh đạo đã bàn đến là việc mà cái khí hậu toàn cầu đó, thưa quý vị. Vì chúng ta cũng phải sống chung, coexistence, phải là đóng một vai trò như thế nào để bảo đảm được khí hậu toàn cầu sẽ không là một khủng hoảng của tương lai. Họ cũng bàn đến về những quan trọng mà chúng ta cần phải legal appropriate measures, tức là những cái phương thức rất là thực tế và theo pháp luật để mà ngăn chặn những biến đổi khí hậu toàn cầu. Và cũng như là the global energy supplies, tức là cung cấp năng lượng trên toàn thế giới. Thì bây giờ đó là giữa Trung Quốc và Mỹ phải hợp tác với nhau thì mới bảo đảm được sự an toàn của khí hậu, rồi là cung cấp nhiên liệu của thế giới không bị khủng hoảng, gồm luôn cả nước Triều Tiên, DPRK là nước Triều Tiên, Afghanistan và Iran. Tức là giữa nước Mỹ và Trung Quốc thì Tổng thống Biden xem những quốc gia có liên đới với Trung Quốc là Triều Tiên, Iran và nước Afghanistan bây giờ. Quý vị biết rằng Afghanistan rơi vào tay của Taliban, và Taliban thì dưới sự ảnh hưởng của Trung Quốc cũng khá nhiều bây giờ. Nên là Tổng thống Joe Biden xem những cái việc này là coi như cái phe của nước Trung Quốc, là gồm có cả Trung Quốc, Triều Tiên, Afghanistan và Iran. Sau cùng, họ cũng đã bàn đến về là hai mặt của vấn đề, như một số chuyện về chúng ta cần phải hiểu nhau hơn, vân vân và vân vân. Đó là kết thúc của bản tường trình và nhận định của Tòa Bạch Ốc của Mỹ, được gửi ra ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2021. Tôi chuyển ngữ ngay cho quý vị, có thể có một số ngôn từ Việt Nam mà tôi chưa có ngồi xuống mà lọc sẽ đọc cho nó chính xác hơn, nhưng mà cái ý của nó là như vậy. Toàn ý của nó là coi như tôi chuyển cho quý vị là 100%, chứ còn cái từ ngữ của Việt Nam thôi. Từ ngữ Việt Nam thì có thể tôi nhiều khi nhớ tiếng Anh nhiều, nhiều khi còn hơn tiếng Việt, nó khổ thế chứ. Những cái vấn đề mà ấy thì tôi lại thuần thạo tiếng Anh hơn tiếng Việt, lắm khi tiếng Việt nó lại bị trục trặc, nên xin quý vị thông cảm. Vậy thì bây giờ nhận định của tôi như thế nào? Nhận định của tôi, cuộc nói chuyện của hai lãnh đạo coi như là thượng đỉnh trực tuyến cho thấy hai quốc gia như hai người chơi cờ với nhau, và nước Mỹ bị động, Trung Quốc chủ động.
qua bản tường trình của Tòa Bạch Ốc cho thấy nước Mỹ cái gì cũng dưới cơ hết, là gần giống như là người phải là đi theo cái nước cờ của Trung Quốc như thế nào, chứ không chủ động được. Từ vấn đề Tân Cương, Tây Tạng thì cũng phải đợi cái bước tiến của Trung Quốc biến như thế nào thì Mỹ mới dám trả lời. Còn chỉ kêu ra được cái tiếng gọi là nhân quyền, ngoài cái đó ra không còn gì nữa hết. Mà bên phía của Trung Quốc lại đã có những lời nhận định như là bà Hoa Xuân Ánh và ông Triệu Lập Kiên là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cho rằng nước Mỹ không đủ tuổi về nhân quyền để nói với Trung Quốc. Nước Mỹ đã từng, họ nói là đã từng sát hại không biết bao nhiêu triệu người dân ở nước Mỹ, thổ dân á, để ngày hôm nay nước Mỹ hùng mạnh như vậy thì nước Mỹ không có đủ tư cách để nói nhân quyền với Trung Quốc ở tại Tân Cương và Tây Tạng. Và Trung Quốc nói đây là nội trị của Trung Quốc. Nên nước Mỹ bị lúng túng. Ngay cả cái vấn đề mà Tân Cương và Tây Tạng thì cũng đã lúng túng. Rồi chúng ta thấy rằng là vấn đề mà gây cấn mà nhiều người đang tưởng là kinh khủng là Đài Loan, eo bể Đài Loan. Thì cuối cùng thì Tổng thống Joe Biden cũng chỉ phải nói lên rằng là chấp nhận một thể chế Trung, một Trung Quốc mà thôi. Còn thống nhất trong hòa bình. Thì chúng ta thấy rằng là Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đâu nói là chúng tôi sẽ thống nhất trong vũ lực đấu. Cái chuyện gọi là làm áp lực về quân sự này nọ, đó là một trong những chiến thuật, one of the tactics thôi. Đâu có cái gì mà phải ấy. Còn cái chuyện mà gọi là thí dụ như là nhờ Trung Hoa Quốc Dân Đảng để vận động, như là ông Eric Chu hiện giờ là Tổng Bí thư của Trung Hoa Quốc Dân Đảng, Chủ tịch của Trung Hoa Quốc Dân Đảng, đồng ý là thống nhất với Trung Quốc mà. Nên là sau năm 2024 bà Thái Anh Văn ra đi đó, thì cái việc mà thống nhất với Đài Loan bằng cái con đường mà hai bên cho rằng là có thể được ở trong hòa bình, đó là con đường Đài Loan dưới sự lãnh đạo của Trung Hoa Quốc Dân Đảng sẽ đưa đến một mô hình một Trung Quốc hai thể chế, và Trung Quốc chấp nhận một số hoạt động của Trung Hoa Quốc Dân Đảng ở trong lục địa. Thì cũng rõ ràng là Tổng thống Joe Biden cũng lúng túng về vấn đề Đài Loan, nói chỉ là nói làm áp lực hù thôi. Nhưng mà đó, Trung Quốc không dạy gì tạo ra một cái cớ gì để cho Mỹ đưa quân vô Đài Loan. Cái cách nói của Tổng thống Joe Biden là chỉ mong rằng Trung Quốc mà dại dột là sử dụng vũ lực thì ông sẽ đưa quân vào theo những cái đạo luật Taiwan Relations Act. Thì ông nghĩ như vậy, nhưng mà Trung Quốc chủ động nước cờ thôi quý vị. Rõ ràng Trung Quốc chủ động nước cờ. Còn vấn đề Biển Đông cũng thế, ông có nói gì đi nữa đó thì Trung Quốc họ nói rằng là chủ quyền của họ thì họ cũng tự do hàng hải. Họ nói rằng là cái vấn đề mà chủ quyền nơi đó nếu có xung khắc thì họ chỉ muốn nói chuyện với cái khối ASEAN, với những cái quốc gia có quyền lợi trong đó như là Việt Nam, Brunei, Malaysia, Indonesia, Philippines. Còn họ không muốn Mỹ là một quốc gia ở đâu đâu đó mà nhảy vào để đòi cái gì đó rồi xen kẽ. Nên Biển Đông á, thì Mỹ cũng chưa có trả lời được nổi hơn. Nó vẫn tình trạng giống như vậy. Vấn đề mà biến đổi khí hậu toàn cầu, Tổng thống Joe Biden nhắc lại thì cái đó nó bằng thừa. Vì sao? Cái thỏa ước ở tại Glasgow ký ngày thứ bảy vừa qua, gần 200 quốc gia đã đưa đến một cái tình trạng nó chỉ còn có một cái là tới năm 2050, thay vì chữ nó gọi là phase out, tức là hoàn toàn loại bỏ nhiên liệu than, thì chỉ còn là phase down theo sự đề nghị của Ấn Độ, thì nó chỉ là hạ nhiệt mà thôi. Thưa quý vị nghe hết tất cả cái bài nhận định của Tòa Bạch Ốc Mỹ. Những cái điểm chính như vậy, Mỹ không có trên cơ chút nào hết. Mỹ vẫn là loay hoay
loay hoay bị chủ bị gọi là bị động, còn Trung Quốc là chủ động hoàn toàn. Chưa nói đến chủ động về vấn đề mà gọi là phát triển kinh tế bây giờ. Hiện giờ là Trung Quốc đã qua mặt nước Mỹ, trở thành một quốc gia giàu có nhất trên thế giới rồi. Tổng sản lượng, tổng tài chính. Theo Bloomberg thì là Trung Quốc đã qua mặt nước Mỹ. Trung Quốc có 120.000 tỷ. Còn nước Mỹ mới có 90.000 tỷ. Nên là chúng ta thấy rằng là hiện giờ Trung Quốc đang dẫn đầu chứ không phải là Mỹ dẫn đầu. Qua bài nói chuyện giữa hai lãnh đạo thì Mỹ bị động, Trung Quốc chủ động, hoàn toàn như vậy. Quý vị nghe lại cái bài, đọc lại bài phát biểu nhận định của Tòa Bạch Ốc của Mỹ. Đó là cái sự nhận định chính thức từ trong nội các của Tổng thống mà. Rõ ràng là bị động, không có chủ động chút nào. Thưa quý vị, đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.